Kính thưa quý vị, đây là nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân, mà chắc hôm nay phải tạm gọi là Hà Thanh Sen chứ hả? Lời nói đầu tiên, Hà Thanh Xuân xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị thân thương, khán giả thân thương của Trung tâm Thúy Nga. Hân còn nhớ lần trước lên livestream là Xuân chia sẻ là lần này Xuân sẽ hát về một loài hoa mà Xuân chưa bao giờ được hát. Thì bây giờ để cho Xuân một lần nữa chia sẻ về cái duyên về hoa và cái duyên với hoa sen đi nha. Thật sự ra thì quý vị đã ủng hộ rất nhiều cho cuốn CD Hà Thanh Xuân và những tình khúc về các loài hoa. Thì có một cái duyên là vô tình cái ngày mà Xuân đi hát tại Florida, thì ở một ngôi chùa và có một hồ sen rất đẹp, thì mới nghĩ trong lòng là có một loài hoa mà mình chưa hát đó là hoa sen. Thì không biết là vùng đất đó linh thiêng hay như thế nào, thì khi mà Hà Thanh Xuân nhận được bài của chị Thủy giao cho cuốn DVD lần này thì lại nói về hoa sen. Thì Xuân nghĩ tất cả đó là một cái duyên thưa quý vị. Và ngày hôm nay Hà Thanh Xuân rất là vui, bởi vì đây là một ca khúc rất trữ tình, rất mới của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc và được hòa âm phối khí với nhạc sĩ Tùng Châu. Phải nói là Xuân rất là thích ca khúc này và hy vọng là quý vị sẽ yêu thích hoa sen và sẽ đón nhận bài hát Tình Sen của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc trong cuốn DVD mới nhất của Trung tâm Thúy Nga 127. Yes. Xuân, bên cạnh việc một nhạc phẩm mà mới sáng tác mà đặc sắc như thế, thì Ngọc Hân thấy ngày hôm nay là Xuân còn có một cái tạo hình đặc biệt nữa, đúng không? Bây giờ Xuân chia sẻ về cái ý tưởng tạo hình này và cái người đã góp công làm nên cái tạo hình này cho Xuân nè. Thật sự ra thì khi mà nhắc tới hoa sen thì Xuân nghĩ ngay là mình sẽ phải múa hoa sen. Và một cái trang phục ngày hôm nay mà Hà Thanh Xuân mặc đó là do nhà thiết kế Thái Nguyễn, và Hy đã có những cái ý kiến là như thế này thì kết hợp. Tại vì thường là quý vị thấy Hà Thanh Xuân là mặc áo dài rất là quen thuộc, nên là Hà Thanh Xuân nói với anh Thái là mình làm sao để mình giữ được vẫn có áo dài. Và ngày hôm nay Hà Thanh Xuân xuất hiện với một phải nói là một cái thiết kế rất là lạ, mà từ xưa tới giờ là quý vị thấy múa hoa sen chưa có ai mặc như thế này. Nhưng mà hy vọng là quý vị sẽ thích trang phục ngày hôm nay của Hà Thanh Xuân, với lại cũng như là một cái hoa sen trên đầu như thế này và một cái kiểu tóc rất là lạ. Thường thì áo dài rồi tóc dài thước tha, nhưng mà hôm nay với một cái vóc dáng như thế này, Hà Thanh Xuân cảm thấy rất là thích. Và cảm ơn anh Nhật Bình đã make up cho Hà Thanh Xuân, và cảm ơn anh Travis đã làm tóc cho Hà Thanh Xuân, cũng như là một bộ đồ rất là đẹp và giúp cho Hà Thanh Xuân cảm thấy rất tự tin trong ca khúc mới của mình. Cảm ơn nhà thiết kế Thái Nguyễn rất nhiều. Kính thưa quý vị, xin quý vị ủng hộ thật nhiều cho nàng sen. DVD Press Vinyl 127 đã được Trung tâm Thúy Nga phát hành khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Hãy liên lạc ngay với Trung tâm Thúy Nga là 714-894-5811 hoặc là thúynga.com. Bây giờ em sẽ đi ra khỏi khung hình để nàng sen xoay một vòng cho quý vị thấy cái tạo hình này nó đặc biệt đến mức nào nha quý vị. Rồi.